Liên quan đến an toàn giao thông, thưa quý vị, vừa qua Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị hạn chế giao thông thủy nội địa khu vực thi công cầu Thống Nhất bắc qua sông Cái, đoạn qua phường Hiệp Hòa và phường Thống Nhất của thành phố Biên Hòa. Theo đó, kể từ ngày 30 tháng 8 2023 đến ngày 15 tháng 6 năm 2025, tức ngày dự kiến hoàn thành công trình, giao thông thủy qua khu vực thi công cầu Thống Nhất bắc qua sông Cái tại km 1+920 thuộc các phường Hiệp Hòa và Thống Nhất sẽ bị hạn chế nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại công trình thi công cầu Thống Nhất tại địa bàn thành phố Biên Hòa. Và để giúp cho việc thi công diễn ra thuận lợi cũng như là các phương tiện giao thông thủy nội địa lưu thông qua khu vực thi công được an toàn, thì tỉnh Đồng Nai cũng đã ra nhiều phương án cụ thể để giải quyết việc này. Đến ngày 15 tháng 6 năm 2025, tức ngày dự kiến hoàn thành công trình cầu Thống Nhất, giao thông thủy qua khu vực thi công cầu thuộc hai phường Hiệp Hòa, Thống Nhất bị hạn chế. Tại khu vực này, cơ quan chức năng bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và cử lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông thủy 24/24 để đảm bảo an toàn giao thông qua lại công trình. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu tất cả phương tiện thủy phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy và lực lượng điều tiết tại hiện trường. Hiện nay thì đơn vị thi công đã đặt phao và hệ thống biển báo để hướng dẫn tàu bè cũng như là các thiết bị thi công trên phục vụ thi công cho dự án. Thì hiện nay là đã đặt bảo đủ vật đặt điểm phá bị báo thì đủ điều kiện cho các tàu bè di chuyển tuyến tuyến và tàu các thiết bị của nhà thầu đi và ra vào đảm bảo an toàn giao thông. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Đồng Nai, cầu Thống Nhất là hạng mục rất quan trọng của toàn dự án. Sau khi khởi công, các nhà thầu đã huy động trang thiết bị để phục vụ thi công. Tuy nhiên, do vướng 20 lồng bè nuôi cá của các hộ dân chưa được di dời, nên phía thi công không thể tiếp cận công trường để làm việc. Chính điều này đã dẫn đến tiến độ trì trệ như báo chí phản ánh. Bên cạnh đó, sắp tới đây, nếu không có lối dẫn vào để tập kết vật liệu, thì tiến độ xây dựng hạng mục cầu Thống Nhất dự báo sẽ tiếp tục chậm. Hôm nay để gương mặt bằng thì cầu Thống Nhất rất khó khăn. Đơn vị thi công kiến nghị là chủ đầu tư và các cơ sở ban ngành bàn giao phần đường Võ Thị Sáu vào đến vị trí trụ T5 để nhà thầu triển khai mũi thi công trên bờ và vận chuyển vật liệu thiết bị. Đối với 20 hồ bè cá thì nhà thầu kiến nghị là di dời sớm 20 hồ bè cá để cho thiết bị nhà thầu tập kết được vào để thi công các vị trí mố từ mố M2 đến ra giữa sông. Hạng mục xây dựng cầu Thống Nhất và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn, dù đã chính thức được khởi công từ cuối tháng 1 năm 2023, nhưng đến nay sau gần 8 tháng, việc thi công tại đây chỉ mới ở mức khởi động. Nhiều đơn vị thi công tuy nhận thầu theo gói, nhưng thời gian kéo dài sẽ gây thiệt hại không nhỏ và ảnh hưởng tâm lý làm việc.